Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nhé. Thì cái nội dung của video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn. Thứ nhất là cách tạo thêm một cái kênh YouTube trong cái tài khoản Gmail của mình, cũng như là xóa một cái kênh YouTube trong cái tài khoản Gmail của mình khi các bạn không có nhu cầu dùng đến kênh YouTube đó nữa vì một lý do bất kỳ nào đó. Và thứ ba là mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cách nhận biết đâu là cái kênh chính và đâu là cái kênh thương hiệu của mình trong cái tài khoản Gmail. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ truy cập vào một cái trình duyệt web bất kỳ ở trên cái máy tính của mình. Có thể là Chrome hoặc Cốc hoặc là Firefox hoặc Omega Mini, tùy thích các bạn nhé. Trong cái video này mình sẽ làm trên cái trình duyệt là Chrome. Thì đầu tiên các bạn mở Chrome ra này. Sau đó các bạn đăng nhập cái tài khoản của các bạn vào. Cái tài khoản này là cái tài khoản Gmail nhé. Tiếp theo các bạn nhập cái mật khẩu của các bạn vào. Và các bạn đăng nhập. Đấy, như của mình là đã đăng nhập vào rồi này. Tiếp theo các bạn truy cập vào cái YouTube này. Đấy, thì đây là cái giao diện của YouTube này. Thì đầu tiên nếu mà các bạn để xóa một cái kênh YouTube đi thì các bạn kích vào cái biểu tượng của cái kênh YouTube này, cần xóa. Đây, ví dụ của mình đây hiện tại đang có cái kênh là kênh Cười Thả Ga này. Thì bây giờ mình muốn xóa một cái kênh trong này này. Ví dụ mình xóa kênh top 5 này đi, thì mình sẽ kích vào kênh top 5 này. Và đây cái giao diện của cái kênh top 5 này là, nó là chữ T này. Sau đó các bạn kích vào cài đặt nâng cao này. Và các bạn chọn xóa kênh này. Ấn vào xóa kênh này. Và các bạn nhập mật khẩu vào. Và các bạn ấn tiếp theo. Đây nó sẽ hỏi các bạn là bạn muốn ẩn nội dung của mình hay là muốn xóa vĩnh viễn cái nội dung của mình. Mình thì mình sẽ xóa vĩnh viễn nên mình sẽ chọn là tôi muốn xóa vĩnh viễn nội dung của mình. Kích vào đây và xóa nội dung. Sau đó các bạn đánh cái tên kênh vào. Kênh của mình là kênh top 5. Và chọn xóa nội dung. Đây, nó đang xóa nội dung. Thì chúng tôi đang tiến hành xóa vĩnh viễn cái nội dung của bạn. Quy trình này thường mất vài phút nhưng có thể là mất đến vài ngày nếu bạn có nhiều nội dung. Thì như các bạn đã biết, một kênh YouTube khi mình đã lập lên thì có nhiều bạn có thể đăng là ít video, nhưng có nhiều bạn đăng video để kiếm tiền thì các bạn có thể đăng hàng nghìn video. Nên nó cái thời gian xóa này nó sẽ phụ thuộc vào cái nội dung ở trong kênh của mình. Như vậy là cùng lắm là sẽ mất vài ngày là sẽ xóa được hết cái kênh này và cái nội dung của mình. Đó là cách xóa một kênh YouTube. Và tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ cái cách là thêm một kênh YouTube vào trong cái tài khoản Gmail của mình. Thì các bạn kích vào cái biểu tượng hình mặt người này. Thì ở đây là hiện tại là của mình còn 3 kênh này. Và mình xem tất cả các kênh này. Đó, nếu mà các bạn tạo thêm kênh, các bạn thì cần ấn vào chữ tạo kênh này. Và đánh tên kênh vào. Cuộc sống chẳng hạn này. Và các bạn nhấn check ở đây này và ấn tạo kênh này. Các bạn chờ một chút nó tạo cho các bạn một kênh mới. Đấy, sau đó các bạn kích vào biểu tượng này và các bạn xuống chuyển đổi tài khoản này. Đây, nó đã tạo được kênh cuộc sống này. Đó. Đó, và bây giờ các bạn có thể là thoải mái là hoạt động trong cái kênh của mình. Và thứ ba là mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cách là kiểm tra đâu là kênh chính và đâu là kênh thương hiệu. Thì trong một cái tài khoản Gmail khi các bạn lập lên thì kênh chính nhất là kênh đầu tiên, còn tất cả cái kênh dưới là kênh thương hiệu. Và đây các bạn chỉ cần kích vào đây này. Và các bạn ấn vào chuyển đổi tài khoản thì kênh trên cùng này nó sẽ là kênh chính, còn lại tất cả dưới này nó là kênh thương hiệu. Các bạn có thể thêm được rất nhiều kênh thương hiệu. Hiện tại thì mình thử khoảng chục hai chục kênh là vẫn cứ ok. Đó, trên đây là cái chia sẻ của mình về cách là kiểm tra đâu là kênh chính, đâu là kênh thương hiệu, cũng như là cách xóa một kênh YouTube hoặc thêm một kênh YouTube. Cái video của mình là cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video của mình. Thân ái chào các bạn.